Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách mở cái chế độ keyboard ở trên khi chúng ta boot vào cái đĩa hai lần boot hay là khi chúng ta boot vào đĩa USB thì nó sẽ gặp cái tình trạng là không bấm được bàn phím nó disable cái bàn phím đi rồi. Đây, tôi đang bật cái bàn phím bình thường, tôi đang vào cái giao diện đốt bình thường và bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động lại khi boot now này. Thì nó cho chức năng các bạn vào chế độ BIOS, nhưng mà khi các bạn vào chế độ BIOS ấy thì vẫn vào được nhá, nhưng mà nó sẽ gặp cái tình trạng như này này, là nó bị tắt cái chế độ disable cái chức năng function ở trên cái USB đi, ở trên cái bàn phím đi, phải không ạ? Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là thử test với các bạn này. Nó vẫn vào được các phím chức năng, nó vẫn vào full boot được, nhưng mà khi chúng ta boot vào cái đĩa hai lần boot hay là khi chúng ta boot vào cái USB boot ấy thì nó sẽ bị mất chức năng bàn phím, chúng ta không thể bấm gì cả. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem và các bạn chỉ cần mở lại. Ok, ở phần thứ nhất này là phần thiết lập chế độ tăng cái hiệu năng của hệ thống đây này, đúng không ạ? Và thứ hai là phần start, cái này là phần thông tin máy, còn đây là phần boot picture này. Đây là advanced chipset picture này, chỉnh sửa chipset. Các bạn sẽ vào cái phần đây, mục thứ ba này, mục thứ tư này của main G41 nhá. Rồi các bạn bật cái chức năng USB keyboard function lên, đây là cái chức năng nâng cao và cả chuột nữa. Các bạn muốn nó sử dụng được chuột ở trên chế độ, mà có nghĩa là sử dụng chuột ở trên chế độ nó boot vào các thiết bị ngoại vi ấy, thì các bạn phải bật chế độ enable nó lên, được không ạ? USB keyboard function này đấy, mình lại khi các bạn disable lên ấy thì các bạn sẽ khởi động lại máy và nó sẽ không thể dùng chức năng sử dụng bàn phím khi chúng ta boot vào đĩa CD boot đấy. Đây là một cái chức năng ít ai để ý. Khi các bạn khởi động lên, các bạn cứ tưởng nhầm là nó bị lỗi rồi, nhưng mà không phải, được chưa? Và các bạn chỉ cần set lại enable xong set lại là được. Đấy, một chức năng rất hay. Và các bạn chờ nó khởi động lại. Rồi, nó sẽ khởi động lại này. Chờ một tí, cái này mình đang đẩy cái xung CPU lên khá cao, mình đẩy lên nó cóc của nó tầm 200, mình đẩy lên tầm bây giờ F12 này, nó mình đẩy lên tầm 230 rồi, nhưng mà không biết nó có chịu đựng được không. Hard disk vào chế độ boot này, đúng không ạ? Đây, tôi chọn USB và bây giờ cái phím caps lock của nó sẽ không tắt đấy và nó sẽ sử dụng được, thấy chưa? Nó sẽ sử dụng được. Và bây giờ mình sẽ vào Win Mini này. Đấy, mình sẽ vào chế độ load. Có một số trường hợp ấy thì nó sẽ bị tắt cái chế độ disable cái boot, các bạn chú ý nhá. Ví dụ như các bạn muốn boot vào phím chọn chế độ boot ở trên cái main máy tính Lenovo ấy, thì các bạn cần phải có trường hợp nó bị tắt chế độ F12, có thể tắt chế độ boot disable chế độ boot ở trong chế độ BIOS đi, các bạn cần phải enable lại vào trong BIOS, sau đó enable lại chế độ F12 thì các bạn có khả năng với các bạn mới có thể truy cập và các bạn mới có phím chọn boot được. Không thì nó disable rồi thì khi hiển thị lên nó sẽ không hiển thị F12 ở trên màn hình rồi, đúng không ạ? Nó tắt. Cái này là do cái tính năng bảo mật nâng cao của máy, khi người dùng ấy thiết lập cái mật khẩu BIOS ấy nó không cho vào ấy thì các bạn không thể vào được BIOS và các bạn cũng không thể dùng được chế độ F12. Nếu các bạn bật chế độ F12 lên enable thì nó vẫn sử dụng được. Rồi đó, nó sẽ chạy này. Đấy, và các bạn có thể dùng chuột đấy. Lên hệ hành là dùng được chuột nhé. Lên hệ hành là dùng được chuột nhé. Rồi ok, như thế này đã xong rồi đấy.